Lực lượng Ukraine chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng ở Mariupol. Hôm 11 tháng 4, rất có thể sẽ là trận đánh cuối cùng bởi đạn dược của chúng tôi sắp cạn. Một số người trong chúng tôi có thể sẽ không qua khỏi, một số khác có thể bị bắt. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine thông báo trên mạng xã hội. Lực lượng Mariupol chỉ trích giới lãnh đạo quân sự Ukraine không tích cực hỗ trợ. Không ai muốn trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi bị xem nhẹ cũng trong ngày 11 tháng 4, Eduard Basurin, phó chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Donetsk, cho biết đã kiểm soát 80% cảng ở Mariupol. Giao tranh hiện tập trung xung quanh nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng của quân đội chính phủ Ukraine tại thành phố Cảng. Maripo là thành phố chiến lược nằm trên hành lang nối bán đảo Crimea, lãnh thổ thuộc Ukraine bị Nga sắp nhập năm 2014, với vùng Donbass hiện do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát. Nếu kiểm soát hoàn toàn Mariupol, Nga có thể hình thành trận tuyến bao vây các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực miền đông và tiến đánh các khu vực sâu bên trong nội địa Ukraine.